Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nhà đẹp Apollo Việt. Tôi là Thùy Linh, nhân viên phụ trách truyền thông của Apollo Việt. Ngày hôm nay, Apollo Việt sẽ chia sẻ đến quý vị mỗi nhà đẹp nào. Quý vị hãy cùng Thùy Linh khám phá ngay sau đây nhé. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh Nhà đẹp Apollo Việt nhé. Thưa quý vị, mỗi công trình của chúng tôi thiết kế là một tác phẩm nghệ thuật, là đứa con tinh thần của cả tập thể Apollo Việt. Vợ chồng chị Diệu sinh sống ở Hà Nội nhưng mong muốn xây một ngôi nhà cho người bố ở tại Thanh Hóa với tổng diện tích sàn gần 100m², trong đó mặt tiền là 8m1 và chiều dài là 12m3 với loại hình mái thái độc đáo. Tổng mức đầu tư của mỗi nhà đẹp rơi vào khoảng 1 tỷ. Thưa quý vị, đặc điểm dễ nhận thấy của những ngôi nhà biệt thự phong cách tân cổ điển đó là nét đẹp sang trọng, diêu diễm của kiến trúc cổ điển kết hợp với vẻ đẹp khỏe khoắn tinh tế của phong cách hiện đại. Đó cũng chính là phong cách chị Diệu và gia đình vô cùng yêu thích, vì vậy đã đề cập với chúng tôi ngay từ ngày đầu khảo sát. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta có thể thấy dễ dàng cảm nhận được mẫu biệt thự đẹp này được thiết kế theo phong cách tân cổ điển kiểu Pháp và những nét đặc trưng rất riêng biệt. Hãy cùng chúng tôi khám phá mẫu nhà đẹp được thiết kế đầy đủ tiện nghi, tiện ích, không gian sống trang trọng và thanh tao, đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu của chủ đầu tư qua phối cảnh 3D và 2D của công trình này nhé. Thưa quý vị, các trụ cột hay hoa văn, đường nét trang trí vô cùng tỉ mỉ, sắc nét, chính những nét kiến trúc tân cổ độc đáo đã tô điểm thêm vẻ đẹp sang trọng và dáng vẻ khỏe khoắn, chắc chắn cho công trình biệt thự đẹp. Từ những ô cửa thoáng, cửa sổ, cửa chính, hệ trụ cột đến hệ mái thái đều được thiết kế các đường chỉ, đường vào tinh tế, sắc nét đã tạo nên không gian sống vô cùng thanh thoát và sang trọng. Ban công tầng 2, kiến trúc sư sắp đặt hệ lan can sắt mỹ thuật màu đen uốn lượn trên tông màu trắng tinh khôi chủ đạo, tạo nên sự uyển chuyển, mềm mại và rất cuốn hút. Không những thế, ban công chính được bố trí một dàn hoa bê tông đồng màu với màu sơn tường, cùng với đó là một chậu cây xanh vừa đảm bảo không phá đi vẻ đẹp kiến trúc tổng thể, vừa mang lại không khí thoáng mát, dịu nhẹ, cũng như tạo nên một không gian lý tưởng giúp các thành viên trong gia đình có nơi nghỉ ngơi, thư giãn. Tại sảnh chính tầng 1, kiến trúc sư thiết kế khéo léo, hai trụ cột vuông đã được tính toán với tỷ lệ cân đối và hài hòa, tạo nên một sự mê thế, đẳng cấp cho sảnh chính. Ngoài ra, kiến trúc sư bố trí thêm hai chiếc đèn xinh xắn ở hai trụ cột sảnh chính đã góp phần thêm thơ mộng, lộng lẫy cho mẫu biệt thự, đặc biệt là vào buổi tối. Các đường chỉ kẻ sọc trang trí cho hệ trụ cột tôn thêm vẻ đẹp thanh lịch cho mặt tiền chính diện của ngôi nhà. Song hành với nét đẹp kiến trúc, ngôi nhà còn gây thương nhớ bởi sự kết hợp màu sắc ấn tượng. Màu trắng tinh khôi chính là tông màu chủ đạo của ngôi nhà. Nổi bật trên nước sơn trắng mịn là hệ thống mái thái màu xanh đen kết hợp với màu đen mềm mại của hệ lan can sắt mỹ thuật, màu xám của gạch ốp chân tường và màu đen của gạch giả đá. Tổng thể đã mang đến cho ngôi nhà một không gian hài hòa nhưng vô cùng độc đáo và lôi cuốn. Hệ mái thái lập ngói được thiết kế phi đối xứng, lớp chồng lớp bằng phong cách kiến trúc Á Đông kết hợp với phong cách kiến trúc tân cổ đã tạo nên vẻ đẹp không thể hoàn mỹ hơn. Hệ thống mái thái này rất phù hợp với không khí nóng ẩm, mưa nhiều của nước ta. Ngoài ra, tác dụng chống nóng, hệ mái còn giúp chống ẩm rột, thoát nước, mưa nhanh chóng. Mẫu biệt thự đẹp được bố trí khá nhiều cửa sổ bằng hệ nhôm sinh pha, khung cửa sử dụng toàn bộ là màu trắng xám, hòa quyện với gam màu trắng chung của toàn bộ ngôi nhà, đã mang lại một không gian sống đậm chất châu Âu. Những khung cửa sổ kính được bố trí ở mọi không gian, từ phòng khách, phòng bếp đến các phòng ngủ đã tạo nên một không gian mở, mang ánh sáng tràn ngập vào trong không gian sống. Khi ở trong ngôi nhà, sẽ luôn cảm nhận được các luồng gió mát mẻ, không khí thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Ngôi nhà biệt thự 2 tầng được thiết kế bằng phong cách kiến trúc tân cổ điển đã chinh phục trọn vẹn trái tim của những thành viên trong gia đình chủ đầu tư, ngay cả các vị khách đến chơi nhà. Sự tỉ mỉ và chăm chút từ buổi khảo sát đến khi công trình được đưa vào sử dụng là thương hiệu của Apollo Việt. Thưa quý vị, ngay tại buổi đầu tiên khảo sát, chúng tôi đã sắp xếp kiến trúc sư chuyên môn trên 10 năm kinh nghiệm và với hơn 500 công trình nhà ở dân dụng đã về gia đình khảo sát lô đất. Tại đây, bằng kinh nghiệm và chuyên môn yên thâm, kiến trúc sư sẽ sử dụng cảm quan để quan sát lô đất và khu vực xung quanh, các đồ trí tại lô đất để từ đó có thể tư vấn phong thủy, giải đáp mọi vấn đề thiết kế, thi công cho gia chủ ngay tại công trình.
kết hợp cùng công nghệ kỹ thuật hiện đại đã giúp kiến trúc sư có phương án thiết kế tốt nhất như sử dụng flycam để khảo sát lô đất, giúp kiến trúc sư nhìn được toàn cảnh khu đất cũng như các khu vực lân cận, các yếu tố xung quanh có tác động ảnh hưởng đến ngôi nhà. Thay vì thước dây, chúng tôi sử dụng thước laser để đo đạc chính xác lô đất đến từng mm. Sử dụng lacking để đo độ và hướng nhà chính xác. Ứng dụng công nghệ hiện đại với các phần mềm vẽ 2D, 3D như 3D Max và Lumion để thiết kế nên những công trình trực quan, sinh động và hoàn mỹ nhất. Kinh nghiệm chuyên môn của kiến trúc sư cùng công nghệ kỹ thuật hiện đại chắc chắn sẽ mang đến cho ngôi nhà hoàn mỹ nhất cho quý vị. Thưa quý vị, ngôi nhà biệt thự Tân cổ điển không những lôi cuốn về ngoại thất mà còn được bố trí công năng nội thất, chuẩn phong thủy, rất khoa học tiện nghi do kiến trúc sư chủ trì tính toán, sắp xếp. Mời quý vị cùng theo dõi bản vẽ mặt bằng công năng để xem cách sắp xếp, bố trí các phòng hợp lý như thế nào nhé. Tổng diện tích sàn của ngôi nhà đẹp gần 100m², trong đó mặt tiền là 8m1 và chiều sâu là 12m3. Công năng mặt bằng tầng 1 được bố trí một phòng khách với diện tích 23,7m², một phòng bếp kết hợp phòng ăn với diện tích 20,5m², một phòng ngủ lớn với diện tích 14,8m², một phòng ngủ nhỏ với diện tích 10m² và một phòng vệ sinh chung. Tầng 2 được bố trí một phòng thờ và hai phòng ngủ. Từ phòng chính bước vào là không gian phòng khách với diện tích 23,7m². Tại đây được bố trí một bộ sofa và kệ tivi ở phía đối diện. Từ khu vực này, chúng ta có thể đi sâu vào khu vực phòng bếp và phòng ăn. Hai khu vực được phân chia bởi vách kính, được bố trí một cách tinh tế và hiện đại, vừa giúp chị Diệu có thể quan sát khu vực phòng khách, vừa tạo không gian riêng tư cho khu vực phòng bếp. Khuôn viên bếp và phòng ăn là không gian ấm cúng, đặc biệt gắn kết các thành viên trong gia đình nên có vai trò vô cùng quan trọng. Phòng bếp có diện tích là 20,5m², được bố trí một cửa sổ lớn, không gian vô cùng sáng sủa giúp cho gia chủ dễ dàng sinh hoạt và nấu nướng. Ngoài ra, ngôi nhà được bố trí thêm sảnh phụ, từ phòng bếp, phòng ngủ có thể đi ra ngoài, ngắm khuôn viên sân vườn xung quanh hoặc sinh hoạt gia đình mà không cần đi qua sảnh chính, rất thuận tiện trong sinh hoạt gia đình, hơn thế còn tạo nên sự sang trọng cho ngôi nhà đẹp. Mặt bằng tầng 1 được thiết kế một phòng ngủ rộng 10m² và một phòng ngủ rộng 14,8m², cùng với đó là nhà vệ sinh khép kín rộng 4,5m², có vách tắm kính riêng biệt sạch sẽ. Mỗi phòng ngủ đều được bố trí cửa sổ nhỏ để lấy ánh sáng và gió tự nhiên, tạo cảm giác thư thái cho các thành viên trong gia đình. Để đảm bảo về an toàn và bảo mật thông tin khách hàng, chúng tôi xin phép không chia sẻ công năng mặt bằng tầng 2 trong video này. Nếu quý vị mong muốn tham khảo công năng tầng 2 và các chi tiết khác, vui lòng liên hệ hotline 0962 368 892 để được chúng tôi tư vấn cụ thể. Một biệt thự đẹp 2 tầng mang vẻ đẹp Tân cổ điển sang trọng và vô cùng tinh tế sẽ là không gian sống tuyệt vời cho gia đình chị Diệu sinh sống và nghỉ ngơi thư giãn. Nếu như quý vị cũng đang muốn một mẫu nhà như thế này hoặc bạn đang có ý định muốn thiết kế một công trình nhà đẹp, nhà sang, hãy đừng ngần ngại và gọi cho chúng tôi theo số hotline 0962 368 892 để được tư vấn và đăng ký thiết kế các mẫu nhà đẹp nhất hiện nay nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh Nhà đẹp Apollo Việt để cập nhật thêm nhiều mẫu nhà đẹp hơn nữa. Một lần nữa, Apollo Việt xin kính chúc quý vị may mắn và tốt lành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.